Xin chào các anh chị phóng sanh, gửi tiền cho em phóng sanh mà bây giờ là tới ba tay mới phóng sanh. Tại ngư dân nghỉ lễ rồi anh chị, tự nhiên vô ngày cuối cái anh chị gửi tiền. Mà anh chị cũng thấy rồi đó, khi mà anh chị gửi tiền cho em thì mà gửi trễ á, mà kêu em phóng sanh bữa nào là ngư dân mà làm là em phóng sanh bữa đó, mà tiền mà em nhận trễ á là em sẽ đi mượn tiền của mấy cái app cho vay. Trời ơi, em xịt cái nước cồn ra thử nó hôi quá. Chưa bao giờ bị ho. Hửi cái cồn vô coi. Trời ơi. Trời ơi. Mùi cồn nó hôi. Em không có bị bệnh đó giờ luôn. Đối với em đồng tiền là chỉ để học hỏi thôi thưa anh chị. Em phải tập tành từ những cái nhỏ trước để có thể làm được những cái lớn hơn. Nên em nói rồi, phóng sanh sau này á, không chỉ Việt Nam ủng hộ em mà cả thế giới họ ủng hộ em nữa. Em đã mở ra một cái trang gọi là patreon.com. Cái trang này thì em bắt đầu nhận được vài thành viên ủng hộ đều hàng tháng. Hồi hôm qua em ngồi em mất một buổi để em thiết kế những cái này để làm quà tặng khi trở thành thành viên của em. Cái bản đồ thế giới nó mất nhiều thời gian nhất đó, rồi thiết kế ra hình thù con này con kia để in lên áo, rồi cắt hình rái cá ra để làm kêu gọi đó. Mấy cái áo thì những cái áo và bộ sản phẩm này của em sẽ được tặng và được bên này vận chuyển đi khắp thế giới cho những ai là fan của em. Thì có một account action Patreon để ủng hộ em rồi. Thì việc giúp em cứu thiên nhiên động vật và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn để tương lai ai cũng có được cái những cái điều tốt đẹp. Em là phóng sanh chuyên nghiệp là từ mười mấy tuổi tới giờ, giải cứu không biết bao nhiêu loài sinh vật. Em đã từng bỏ ra 5 triệu đô la để cho các quỹ bảo vệ động vật hoang dã để học hỏi kinh nghiệm thôi. Em đã dùng rất là nhiều tiền của mình từ việc làm website phần mềm chỉ để học hỏi kinh nghiệm, không hỗ trợ gia đình, không giúp ai cả. Chỉ để mua lấy những cái kinh nghiệm của mình, góp nhặt những cái kinh nghiệm để có được những cái hoài bão mà sắp sửa làm là phải thành công chứ không có được thất bại. Nên những cái gì em bỏ ra là để em có được bài học. Giống như em bỏ ra cái anh chị gửi cho em 21 triệu mấy để phóng sanh nhưng mà chưa nhận được, thấy trong vòng mấy tháng mà em tự mượn tiền cái app Sen Mô đó thì nó lấy lời là 10 triệu đồng. Có mới có một tuần lễ thôi là nó đã lời lên cả triệu đồng rồi. Nó ăn lời vậy đó. Thì mọi người cũng thấy, để coi lấy bài học kinh nghiệm, gửi tiền cho Tuyun, gửi thẳng trực tiếp luôn đi, đừng có gửi qua trung gian. Nhận được lâu quá là Tuyun phải mượn tiền để phóng sanh cho quý vị. Rồi mấy năm qua thì rất là nhiều hãng, rất nhiều mấy cái hãng nổi tiếng trên thế giới họ mời em hợp tác quảng cáo này kia nhưng mà em không làm. Hôm nay thì đẩy đưa đến cái tình huống là khó khăn. Sống trong rừng ngập mặn thì ủng hộ, thì ai ủng hộ thì thôi, cũng muốn ủng hộ nữa thì ủng hộ, thì biết là em vẫn làm đó, thì thích thì ủng hộ, còn im lặng thì thôi em cũng không có nói đến, bởi vì em không phải dùng cái tiền của anh chị ủng hộ để em sống. Em có rất nhiều cách để kiếm tiền. Giống như bên hãng này họ chấp nhận là chi 12.000 đô la để cho em quảng cáo cái sản phẩm về mấy cái thuốc tăng lực thể thao ở bên Mỹ. Đây họ rất là hài lòng về tương tác trên thế giới của em. Vào năm 2018 thì em dám bỏ hết tất cả tương tác của mình trên toàn cầu, em block lại hết để cho mình trở thành số 0, và đến nay là 2022 thì em bắt đầu lại để cho mọi người biết Tuyun là ai,
đẳng cấp của tôi là gì? Tôi không mê tiền, tôi không mê tình, tôi chỉ thích làm những việc giúp chúng sanh thoát khỏi biển khổ thôi. Nên ai chưa qua được cảnh giới của Tuyun thì đừng thử thách Tuyun, bởi vì quý vị chưa vượt qua được cái thử thách bản thân của mình là dám bỏ ra tất cả những số tiền lớn của mình để làm những việc này, từ bỏ tất cả danh vọng, sự nổi tiếng của mình, từ bỏ tình yêu thương của mình, cá nhân ích kỷ để đạt được cái cao hơn. Dám không? Chơi không? Chơi không? Chơi đi là thành tiên thành Phật. Ai chơi được thì thành tiên thành Phật. Thôi bây giờ đó, em gửi tương tác của cái nội cái kênh YouTube cho người ta thôi, người ta nhìn là thôi sợ tôi ôn liền. Đâu ai dám nói gì em đâu. Bởi vì cái đẳng cấp nó là vẫn là đẳng cấp, nên không có thể nào mà bắt chước theo kịp được. Bởi vì người ta nói đẳng cấp là mãi mãi là như vậy. Thôi bây giờ em cũng xin thưa em hợp tác với bên này, để bây giờ em chúng ta cùng coi em hợp tác với một doanh nghiệp nha. Có một doanh nghiệp là trả em là 1 tỷ đồng rồi, chỉ để lấy máu của em thử nghiệm vaccine COVID thôi. Máu của em còn có tiền, nó huống chi là bộ óc của em nó còn kiếm tiền, nó ghê cỡ nào anh chị. Nên em thử thách mọi người, em thích thử thách mọi người lắm anh chị. Mọi người coi có thoát khỏi sự tham sân si hay chưa, coi có xứng đáng để thành tiên thành Phật. Ai mà nói trời làm là làm mà không có mong cầu thành gì hết, chỉ mong thành hư không. Cái đó là học hỏi theo những cái người mà người ta nói chuyện năm trên năm dưới. Học hỏi theo những cái đó cũng được, nhưng mà em thử thách lại thì thấy làm đâu có được đâu. Nói thì hay mà làm không được, nên mình đừng nghe có người ta nói, mình hãy làm. Và mình phóng sanh giải cứu động vật đúng cách trong tự nhiên á, cái phước mình lớn lắm. Cái phước em thật sự nó rất lớn, nhưng mà tại em vứt bỏ để em cho đi. Khi nào em cần thì em lấy em xài, không cần thôi em bỏ vậy đó. Giống như sư ông Thích Thanh Từ nói rằng tất cả thiền viện của sư ông là của con. Khi nào con khổ, khi nào con cần, con cứ quay vô thiền viện. Quay về đó là nhà của con. Còn con muốn đi đâu, cũng muốn làm gì cũng được. Con chỉ cần nhớ con, tâm con là một vị Phật. Mà bây giờ là em thành Phật luôn rồi, chứ còn gì nữa. Tâm, thân thể của em là của Phật luôn rồi, bởi vì em không bệnh tật. Thưa quý vị, buồn không quý vị? Không bệnh tật luôn á, ghê thiệt. Thôi bây giờ để em kiếm tiền cái anh chị ơi, người ta kêu em mở ra cái này để coi có lừa mình không. Cái hãng này hả, là hãng gì ta? ESS Sport nha. Mở ra được 300 đô liền luôn hả? Còn hợp tác chịu đồng ý hợp đồng thì 12.000 USD hả? Em cũng đang cần tiền rồi. Kỳ xin tiền bên tập đoàn VinGroup không ai trả lời. Xin tiền nói chứ thử thách chứ chứ vậy thôi. Trời ơi, trời ơi, trời không cho thôi. Mốt thấy người ta nổi tiếng cái bắt đầu tiêu tiêu mời đi đi chỗ khác chơi giùm em. Có tính vậy là tính xấu. Tính đó là tính là bị chúng chửi đó. Chảnh đó anh chị, em nói ra vậy thôi là em không có chảnh, mà em mà im im em mới ghê đúng không? Ai mà im lặng mới ghê. EFX Sport thì lúc em cần tiền á thì không cho, mà thúc em không cần đưa tiền em làm cái gì, khi đã tiền quá nhiều rồi lấy làm cái gì, lấy nhiều để tạo nghiệp nhiều chứ làm cái gì. Esport đó cơm đúng không? Không biết trang này có lừa mình không nữa. Mèo thì rất là nhiều lời đề nghị mời hợp tác quảng cáo nha, nhưng mà không phải gì em cũng thích đâu. Ăn cái này vô đó để tăng năng lượng hết thiệt. Em ở trong rừng mang lá cây không mà em làm như là koala vậy đó. Không ai cho em ăn cơm là em cứ ăn lá cây suốt vậy thôi, mà em vẫn khỏe mạnh đó mà.
này hàng hiệu của Mỹ nha. Ở Made in USA, điện thoại này ở bang California nha, San Jose nha. Rồi. Ok. Mấy cô gái này tập luyện đồ dữ ha. Giờ tôi quảng cáo chỗ này lấy 12.000 đô mọi người. YouTuber Việt Nam chắc không đủ đẳng cấp này đâu. Show luôn cho mấy em biết cái đẳng cấp của anh Tion là gì. Anh là người nổi tiếng thế giới thật chứ không phải người ảo. Không có tự lăng xê cho mình rồi đưa mấy báo chí Việt Nam nói về mình. Báo chí thế giới nói về anh. Vậy mới ghê. Vậy mới ghê em ơi, không cần lên wiki gì luôn. Wiki hả? Anh tự tự không cho người ta viết về mình đó. À, muốn viết về anh đâu phải dễ, tiền đây, ói tiền anh mới cho viết em ơi. Tôi khơi quảng cáo phi cho anh không cần, anh không cần nổi tiếng, tự anh làm cho mình nổi tiếng được. Rồi bây giờ là thấy cái thương hiệu là thấy dữ dội rồi đó, hèn chi có dư 12.000 đô để tiêu nó. Giờ em đào cái này về em mở ra coi cái gì vậy. Nó thì sang lắm, có 20 đô để mua, cái này bản quyền cũng có nữa. Mà mua làm gì chứ? Một năm mới mở ra một lần đó. Gắn password nữa. Trời ơi, sao chịu khó vậy? Password nè. Để coi. Okay, coi có đưa 300 đô thì không mà nói ảo 12.000 đô. Em làm web thì cũng nhiều tiền lắm. Nếu ngồi chịu khó không chăm sóc thú rồi cứ liên hệ mấy doanh nghiệp nước ngoài làm web bảo trì web này thôi, một tháng ha. Em kiếm mấy trăm triệu là đồ bỏ luôn á. Nhưng mà giúp người ta làm giàu là tạo nghiệp. Nên em chuyển hướng làm quảng cáo quốc tế vậy đó. Nữa cô bé này nó làm khó mình đấy nha, cho mọi người coi để biết Tion đâu phải là cùi bắp. Tôi không phải là cùi bắp, tự tôi làm cho mình cùi bắp chơi giấu vui vậy á. Tiêu là dùng trí tuệ của mình để thử thách người khác, coi người khác nói hay mà làm có hay hay không, coi có xứng đáng làm tiên cá hay không. Rồi và cái này là cái gì vậy? My goodness, thiệt máy tính người ta nghèo vậy mà nó còn kêu người ta xài cái này. Có cái gì để đọc không ta? Cái trình này là PDF, mà PDF thì read PTF online. Máy tính em xuống cấp lắm rồi, thưa anh chị. Nghỉ phóng sanh cho anh chị mấy bữa thì em mới đọc email thì em thấy quá nhiều lời mời hợp tác quảng cáo, tiền mà bao la luôn mà không lấy. Chịu khổ vậy đó. Người bình thường muốn có được cơ hội như em thật sự không dễ, bởi vì em đã thành người nổi tiếng quốc tế rồi. Nếu chị đi được cái siêu thị Cosmart thì chị mua giùm em mấy cái loại rau củ quả đó. Em thì em chỉ ăn cà rốt, bắp cải, cà chua và củ cải tròn thôi. Cái bông cải không, cái bắp cải tròn nha. Đừng có mua lộn giùm em cái, em lần nào em cũng thấy chị mua lộn hết à. Bắp cải tròn mà đang siêu thị nào?
Nói không phải chê chứ em không ăn đồ trong Bách Hóa Xanh đâu. Bởi vì tại sao em trở thành người nổi tiếng thế giới được? Bởi vì em sở hữu cơ thể mạnh nhất hành tinh này. Em không thể bệnh Covid được, cũng giống như không thể bệnh cảm, miễn dịch với bệnh cảm. Em có thể nếm được tất cả các mùi vị qua đầu lưỡi của mình, biết rõ trong đó chứa cái gì. Người ta có làm rớt giọt mồ hôi, làm rớt cái gì dơ vô trong đó không, em vẫn biết được. Khi em bơi trong nước hồ bơi, em đánh hơi được tất cả mùi ô uế của phụ nữ, của đàn ông, của trẻ em. Cái mùi ở trong mấy cái lỗ nó chui ra em cảm nhận được hết, ngửi được hết, phân biệt được từng mùi của từng người trên từng cái lỗ chân lông của họ. Cái level của em nó là như vậy. Nên em mới 5 phút em mới thở một lần. Nhịp tim bình thường của em đã đập chậm hơn người bình thường gấp 3 lần. Và em lại là chuyên gia bơi lặn của thế giới nổi tiếng nữa chứ. Nên em là tiêu. 1.000 năm em mới xuất hiện một lần. Em nói mà quý vị không tin. Quý vị cứ nghe những người nói hay tiền nhiều không? Mà thân thể thì yếu kém, mặt mày thì đen tối. Vậy mà nói cũng nghe. Nghiệp. Nghiệp là nói gì cũng nghe. Giờ quà cái gì đây? Rồi cái PDF này đó. Rồi test. Rồi mình đọc mình hiểu nha. Rồi cái gì đây? Quảng cáo cho cái này. Rồi đồ đồ uống, đồ ăn, đồ chơi gì đó. You give evidence in payment À, em sẽ làm một cái video để quảng cáo lên trên cái kênh YouTube của em để em nhận được tiền quảng cáo. Họ sẽ trả tiền cho em vì điều đó. Em chỉ cần ký tên của mình vô trong này. Tên Việt Nam đi. Chơi gì mới giữ có tên quốc tế, có tên nước ngoài luôn á, ghê. Ok. Rồi nói chung là mình hiểu nha mọi người. Khổ tâm nhờ. Kiếm tiền cũng khó. Quảng cáo video này nó cho 300 đô chứ không dễ đâu. Làm này rồi được video này nó mới cho 12.000 đô, tưởng ăn tiền của ông cố ngoại là dễ hả? Khó lắm quý vị thấy không? Thôi ráng thôi chứ giờ sao giờ.